Xin kính chào cô chú anh chị em và các bạn quay trở lại với kênh của em, kênh Khang Rau Sài Gòn. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một video clip giới thiệu về môn đánh golf. Thì trong những video clip trước em cũng đã hân hạnh được giới thiệu đến cô chú anh chị em và các bạn những video clip cơ bản về môn golf. Trong đó có những video clip giới thiệu về một bộ gậy đánh golf gồm có những cây gậy gì, rồi giới thiệu về một cái gậy driver, giới thiệu về một bộ sắt. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh chị em và các bạn biết về một cây gậy rất là quan trọng. Theo em đánh giá là cây gậy này là quan trọng bậc nhất trong môn golf, đó là cây gậy putter, hay còn gọi một cái tên khác dễ hiểu, đó là cây gậy lùa bóng, cây gậy gạt bóng trên green. Ok, bây giờ là em sẽ giới thiệu trước cho anh chị cái cách sử dụng cây gậy putter này như thế nào. Thì như em đã nói trong những video clip trước, cây gậy putter là cây gậy dùng để kết thúc một đường bóng khi bóng chúng ta lên green. Thì bây giờ xin mời anh chị em và các bạn theo dõi những cái thông số em sẽ vẽ trên cái bảng để anh chị em hiểu rõ hơn về cái cách sử dụng cây gậy putter này. Trong những video clip trước em cũng đã giới thiệu rằng một cái game chơi golf nó gồm có pha 3, pha 4 và pha 5. Thì nếu mà anh chị nào chưa xem những video clip đó thì vui lòng xem lại giùm em để biết được pha 3, pha 4, pha 5 là những cái thông số gì. Pha 3 có nghĩa là đây là điểm kết thúc, đây là điểm bắt đầu. Đây là điểm bắt đầu, là điểm A. Thì pha 3 là trên đây là cái green. Green là nơi chúng ta kết thúc một đường roll. Trên green này nó có một cái lỗ cờ. Thì khi mà chúng ta đánh bóng từ điểm xuất phát là điểm A đến khi mà quả bóng rơi vào lỗ cái lỗ cờ này, thì chúng ta có 3 điểm chuẩn, nó gọi là pha 3. Đây là pha 3. Pha 3 có nghĩa là từ điểm A xuất phát đến điểm kết thúc chúng ta có 3 lần đánh gôn, 3 lần dùng gậy để đánh, đó là điểm chuẩn. Rồi, pha 4. Rồi, điểm B, đây là pha 4. Anh chị cứ chú ý nhé, nó cũng rất là đơn giản dễ hiểu thôi, không có gì phức tạp đâu. Đây là pha 5. Pha 5 thì đây là điểm C, điểm xuất phát. Một chút nữa em sẽ giới thiệu cho anh chị hiểu tại sao em lại vẽ những cái đường như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết là tại sao cái cây gậy driver này nó lại có cái ý nghĩa hết sức quan trọng như thế này. Thì em đã giới thiệu rồi, một cái game nó có 18 đường và cái điểm chuẩn đa số thường thường cái điểm chuẩn của nó là 72 gậy. 72 gậy, có những sân golf nó có điểm chuẩn là 71 gậy, 70 gậy hoặc 73 gậy. Tuy nhiên anh chị chỉ cần quan tâm cái thông số là 72 gậy thôi. Tại vì 72 gậy là cái thông số mà thường chúng ta sẽ thường gặp nhất trong tất cả những cái sân golf chúng ta đi thi đấu. Thì anh chị mới đánh thì anh chị chỉ cần quan tâm đến cái số chuẩn là 72 gậy thôi, đừng quan tâm đến những cái số kia, chúng ta sẽ dễ bị nhầm lẫn. Rồi bây giờ pha 3. Pha 3 chúng ta đánh từ điểm này lên trên green thì chúng ta có quyền đánh 3 lần. Thì trong cái gôn á thì pha 3 chúng ta không quy định, nhưng mà chúng ta ngầm hiểu là trong cái pha 3 này thì từ điểm A đến cái lỗ này chúng ta phải đánh một một gậy đầu tiên là banh nó phải lên green. Một gậy đầu tiên là banh nó phải lên trên green. Thì hai cái gậy chuẩn còn lại á là chúng ta phải dùng cây gậy putter này. Có nghĩa là cái pha 3 là cái pha mà đánh 3 gậy á, thì cái gậy đầu tiên á là từ điểm xuất phát là trên tee, chúng ta phải đánh một cái là cho nó lên green luôn là nó mới đạt chuẩn. Chúng ta ngầm hiểu như vậy. Không bắt buộc là phải đánh on, nhưng mà chúng ta đánh on là chúng ta đạt chuẩn theo cái ngầm hiểu của giới chơi golf. Thì khi mà bóng golf nó nằm trên green thì chúng ta sẽ dùng cây gậy này để lùa quả bóng golf từ cái vị trí này vào cái lỗ. Thì thường thường á, hai cái gậy chuẩn còn lại á, của cái pha 3 đó thì chúng ta sẽ lùa hai lần. Lần thứ nhất chúng ta sẽ đánh cái quả bóng golf này gần lỗ, lần thứ hai là đánh vô lỗ luôn. Còn nếu mà chúng ta lùa một lần quả banh mà vô lỗ luôn là tuyệt vời, là chúng ta sẽ âm một gậy là chúng ta đạt điểm số tốt. Tương tự pha 4 là từ điểm B xuất phát chúng ta sẽ đánh. Thì chúng ta ngầm hiểu rằng chúng ta sẽ có
hai lần. Lần thứ nhất là đánh là banh nó sẽ nằm trên fairway, tại vì pha 4 nó sẽ dài hơn pha 3 nên không thể nào đánh một phát là lên thẳng cái green được, trừ khi nào những cái đường gớp đó nó ngắn hoặc là cái gớp phơ phải phát bóng rất là mạnh thì mới có khả năng là bóng nó sẽ lăn thẳng lên green. Nhưng mà đa số là quả phát bóng ở pha 4 bóng sẽ nằm ở fairway. Rồi sau đó quả phát bóng thứ hai thì thường thường sẽ đánh gậy sắt từ fairway sẽ đánh lên trên green. Thì cái đường pha 4 này chúng ta còn hai gậy chuẩn, thì chúng ta là tiếp tục dùng cái gậy putter này để lùa quả banh từ đây vào đây. Chúng ta có hai lần lùa để chúng ta đạt cái gậy chuẩn là pha 4. Nếu mà chúng ta gạt một lần mà vô luôn thì chúng ta được birdie, có nghĩa là được âm một gậy là chúng ta xuất sắc. Tương tự cũng vậy, đường pha 5. Pha 5 thì chúng ta có 5 gậy chuẩn để kết thúc đường gôn. Thì trong đó người ta ngầm hiểu là chúng ta đánh 3 lần là banh nó sẽ lên green. Đó là cái chuẩn mà giới chơi gớp sẽ ngầm hiểu. Thì đường này nó rất là dài. Lần thứ nhất đánh thì banh nó vẫn nằm trên fairway. Lần thứ hai đánh thì banh nó vẫn nằm trên fairway và nó nằm ở xung quanh vị trí gần green. Nếu mà ai đánh giỏi đánh xa thì lần thứ hai sẽ lên green luôn, nhưng mà mình đang nói trên phương diện là chúng ta mới mới biết đánh golf nên chúng ta phải đánh theo cái chuẩn như vậy, cứ 3 lần là on green đối với pha 5. Thì khi mà lên green pha 5 thì chúng ta lại còn hai gậy chuẩn để chúng ta dùng cái gậy putter này để chúng ta gạt banh vào trong lỗ golf. Thì anh chị thấy là trong ba cái đường này pha 3, pha 4, pha 5, tất cả chúng ta đều ngầm hiểu rằng trên green là chúng ta gạt bóng hai lần là chúng ta thành công, chúng ta đạt chuẩn. Nếu mà chúng ta gạt bóng một lần là chúng ta quá xuất sắc. Nhưng mà cái đó là nó ít xảy ra. Khi mà anh chị muốn gạt bóng một lần thì anh chị cái gậy mà đánh từ ở dưới fairway lên trên green đó, thì nó phải sát cái cờ, thì anh chị mới dùng cái này anh chị gạt bóng một lần vào trong lỗ. Cái đó là nó hiếm xảy ra. Nhưng người chơi golf thì ai cũng muốn phấn đấu để làm được cái điều đó, có nghĩa là đánh lên green và ôm cờ, thì chỉ cần một gậy thôi chúng ta finish thì chúng ta sẽ dễ dàng đạt những cái điểm số âm, là những điểm số rất là tốt. Vậy thì em tại sao em lại giới thiệu như vậy, để cho anh chị thấy là trong tất cả các pha của sân gớp này, chúng ta chơi gớp này, thì tất cả đều có mục đích cuối cùng là đưa cái quả banh này lên trên green. Và cái động tác cuối cùng mà chúng ta dùng cái gậy putter này để chúng ta gạt cái quả banh này vô trong cái lỗ cờ này là cái động tác hết sức là quan trọng. Tại sao? Tại vì nếu mà chúng ta đánh banh từ đây lên trên green được rồi, nhưng mà cái việc chúng ta dùng cái gậy putter chúng ta gạt quả bóng trên green vô cái lỗ này mà chúng ta không thực hiện tốt thì nó sẽ mất điểm số rất là nhiều. Chúng ta có thể thấy nè, chúng ta có thể thấy tất cả những cái điểm số này nó sẽ cho ra một cái con số là cái số lần mà chúng ta dùng cái gậy putter này là nhiều nhất trong một cái game, và nó chiếm 50% số gậy của anh chị em về lý thuyết. Về lý thuyết như anh chị em thấy nè, pha 3 nè, đánh một gậy ở trên tee, còn hai gậy còn lại là trên green. Pha 4 là hai gậy ngoài green, hai gậy trên green. Pha 5 là ba gậy ngoài green và hai gậy trên green. Vậy thì trung bình cộng lại, anh chị làm trung bình cộng lại thì có phải là một số nửa gậy là anh chị đánh ở ngoài green không, là khu vực ngoài green, và một số nửa số gậy anh chị đánh ở khu vực ở trên green. Thì rõ ràng trong cái pha mà 72 gậy một game 18 lỗ, 72 gậy trong một game 18 lỗ thì anh chị về lý thuyết là dùng 36 lần, dùng cái gậy gạt này gạt 36 lần để đạt được cái điểm chuẩn 72. Đó là về lý thuyết, anh chị phải hiểu về lý thuyết nó là như vậy. Vậy thì chúng ta thấy cái tầm quan trọng của cái cây gậy gạt này nó rất là quan trọng, nên chúng ta phải tập trung. Vì sao em hay khuyên mọi người nên tập trung luyện tập cái putter ở trên green này nhiều? Tại vì thực ra khi mà ra sân tập á, chúng ta được tập ở trên green nó là miễn phí, không có tính giờ, không có tính phí. Hiện tại là các sân gớp là như vậy, nên anh chị là nên tận dụng cái thời gian đó tập gạt bóng, tập lùa bóng trên green thật là nhiều để anh chị thành thạo cái việc sử dụng cái cây gậy putter này. Nếu anh chị sử dụng cây gậy này không tốt thì ra sân cho dù anh chị có đánh tốt gậy sắt, gậy driver bao nhiêu, thì khi mà trái banh anh chị lên trên green rồi á, anh chị dùng cái gậy này không tốt á, thì rõ ràng là anh chị sẽ mất điểm số rất là nhiều. Anh chị cứ nghĩ xem, một cái lỗ mà chúng ta cứ đánh qua đánh lại, đánh qua đánh lại, đánh hoài không vô thì rõ ràng là cái điểm của anh chị sẽ tăng lên. Còn nếu mà đối thủ chúng ta lên green mà họ gạt một cái hoặc là hai cái rồi vô lỗ
thì họ xuất sắc hơn chúng ta, điểm số với họ tốt hơn chúng ta. Còn cái việc em nói như vậy không có nghĩa là cái việc mà đánh ở ngoài riêng là nó không quan trọng, nó cũng quan trọng, nhưng mà nó được quyền sai số một cái khoản nhất định để chúng ta có thể cải thiện được. Ở trên fairway chúng ta có thể đánh nó lệch qua lệch lại một chút xíu không sao, miễn sao cái cú tiếp theo là chúng ta đánh cho nó on green là được. Thì ở ngoài đây chúng ta có quyền sửa sai lầm, nhưng mà khi banh lên green rồi anh chị chỉ cần gạt quả banh nó lệch cái lỗ 1 cm thôi, 1 đến 2 cm thôi, là trái banh nó đã đi qua hướng khác và nó không vào lỗ, thì anh chị lại bị mất thêm một gậy. Đó là cái ý nghĩa rất là quan trọng của cây gậy này. Rồi em giới thiệu như vậy để anh chị biết là cái ý nghĩa quan trọng của cây gậy putter và cái số gậy của nó trên một cái game là nó chiếm là 50% số gậy mà chúng ta đánh. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu về một cây gậy putter là nó như thế nào để anh chị nào mà chưa biết về môn golf thì anh chị cũng nắm luôn. Riêng về các chuyên gia golf hoặc là các anh chị đã lâu năm trong ngành golf thì anh chị quá am hiểu rồi, và có thể là anh chị cảm thấy cái video clip này của em nó không có đem lại nhiều những cái thông tin cho anh chị, nhưng em mong rằng cái kiến thức cơ bản em truyền tải cho những anh chị em nào mới chơi golf, chưa biết gì về golf, thì những cái kiến thức này theo em là rất quan trọng đối với những anh chị đó, tại vì ít người nào mà có thể giới thiệu chi tiết cho anh chị dễ hiểu nhất như vậy. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu tiếp một cây gậy putter. Cây gậy putter thường thường nó sẽ là cây gậy mà ngắn nhất ở trong cái bộ gậy của anh chị. Chiều dài của nó từ 33 đến 35 inch. Ngoài ra nó có thể điều chỉnh cái chiều dài tùy theo chiều cao của người chơi. Chúng ta có thể cắt gậy cho gậy dài thêm hoặc cho gậy ngắn lại, tùy theo cái cách mà chúng ta cầm cây gậy chúng ta đánh. Thì chúng ta có thể là đứng thẳng lưng, hoặc có người thì sẽ đứng khom lưng, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái chiều cao và cái cách đứng khi mà chúng ta đánh cái gậy putter. Thì anh chị sẽ nhờ kỹ thuật người ta sẽ cắt cái gậy putter này nó phù hợp với cái chiều cao của anh chị và cái thói quen của anh chị khi anh chị lùa banh trên trên green. Rồi tiếp theo là cái em vừa nói xong là cái chiều dài. Ngoài ra thì nó có những cái cây gậy mà hiện nay trên thế giới có nhiều golfer cũng sử dụng, đó là những cây gậy putter dài. Cái cán nó sẽ dài ra để một là nó sẽ chống vô bụng của người chơi, hoặc là nó chống được đến ngực của người chơi luôn. Thì đây là cây gậy putter mà trong những năm vừa qua cũng có nhiều tranh cãi trong cái giới chơi golf chuyên nghiệp, vì họ cho rằng những cái người chơi cây gậy dài như vậy khi mà giữ cái cố định cây gậy này trong bụng hoặc là trên ngực thì nó sẽ tạo cái lợi thế nhiều hơn là những cái người mà cầm cây gậy ngắn. Tại vì trên đây nó có một cái điểm tựa nó vững hơn. Thì trong nhiều năm vừa qua đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi, và hiện tại là theo em thì vẫn chưa giải quyết xong, và vẫn có những cái golfer chuyên nghiệp như là Adam Scott hoặc là golfer số 1 Việt Nam là Trần Lê Duy Nhất cũng đã sử dụng gậy putter dài này. Thì đó cũng là một kênh để anh chị tham khảo, và anh chị có thể xem thêm nhiều thông tin trên mạng cũng như trên YouTube để xem các golfer dùng cây gậy putter dài họ gạt bóng như thế nào. Rồi cái đó là chiều dài của gậy putter. Bây giờ em nói đến đầu gậy, thì khi mà anh chị đi mua gậy putter hoặc là anh chị vào bước đầu chơi golf thì anh chị sẽ thấy có rất là nhiều đầu gậy putter khác nhau, và chúng ta phải tự hiểu là tại sao nó là nhiều loại đầu gậy như vậy. Thì đơn giản thôi, một cây gậy putter, anh chị hãy chọn một cây gậy putter có cái đầu gậy mà khi mà anh chị cầm vào và anh chị để xuống mặt cỏ, anh chị để vào bóng và anh chị nhìn xuống cái từ trên nhìn xuống mà anh chị thấy cảm thấy tự tin nhất với cái cây gậy đó, tự tin nhất với cái đầu gậy đó, thì anh chị chọn cái gậy đó. Đó là điều thứ nhất, nó đơn giản vậy thôi. Chúng ta hãy chọn cái cây gậy nào chúng ta cảm thấy yêu thích nó và chúng ta tự tin về nó thì chúng ta chọn nó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái sự cân bằng trên đầu gậy. Thì em nói cái này nó sơ qua đến chị nắm thôi, còn khi mà anh chị biết đánh golf rồi anh chị sẽ làm việc với kỹ thuật viên, họ sẽ đo gậy và họ sẽ làm việc chi tiết hơn, thì lúc đó anh chị sẽ hiểu sâu hơn cái vấn đề này. Cái này em giới thiệu qua thôi, có thể những anh chị cũng chưa hiểu lắm đâu, nhưng mà em giới thiệu qua để anh chị biết về cơ bản. Thì cái đầu gậy, nếu như cái đầu gậy mà em cầm cái gậy như thế này và em đặt như thế này,
thì anh chị thấy là cái gậy, cái đây là cái mặt gậy nhá, cái mặt gậy đây là cái mặt gậy. Cái mặt gậy thì cái độ lớp của nó là có nhưng mà nó rất ít, nó chỉ vài độ thôi. Cái độ lớp có nghĩa là cái độ nghiêng so với cái phương thẳng đứng như thế này thì nó chỉ nghiêng một chút xíu thôi, vài độ thôi. Chứ nó không có thẳng 90 độ nha anh chị. Anh chị phải hiểu rõ như vậy. Nó nghiêng một chút xíu. Thì khi mà em để cây gậy lên tay của em mà cái mặt gậy á nó hướng thẳng lên trời như thế này, có nghĩa là cái đầu gậy này nó đang rất là cân bằng. Có nghĩa là trọng lượng bên đây và trọng lượng bên đây nó đang rất là bằng nhau và nó sẽ nhìn thẳng lên trên trời. Thì điều đó nó sẽ giúp phù hợp cho những cái người mà đánh đánh gậy đánh hay theo một cái đường thẳng, đánh thẳng thẳng vậy đó, thẳng vậy thì nó sẽ cân đối và nó sẽ giúp cho quả bóng đi thẳng hơn. Còn có một cái loại gậy nữa là khi mà chúng ta đặt như vậy thì nó sẽ chúc cái đầu nó xuống một chút xíu, thì tùy theo các thiết kế khác nhau của các đầu gậy thì điều đó có nghĩa là cái trọng lượng ở phía mũi gậy như thế này nó sẽ nặng hơn ở trong đây một chút xíu, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái việc mà khi mà chúng ta đưa gậy về phía sau quá nhiều để tạo những cái đường bóng mạnh và dài hơn thì cái đường bóng, cái đường gậy chúng ta đưa về nó sẽ hơi cong một chút xíu, nó cong vào trong và khi đưa ra nó là cong tới thế này, thì cái việc mà trọng lượng nó sẽ nặng hơn ở mũi này, nó sẽ giúp cho cân bằng lại cái việc mà chúng ta đánh để cho chúng ta có một cảm giác thoải mái và tự nhiên nhất. Đó, khi mà chúng ta đưa về cong vào trong thì cái mũi này nó sẽ cân bằng một chút xíu. Đó, anh chị hiểu cơ bản nó như vậy ha. Còn nếu mà cây gậy mà nó cân bằng hết thì nó phù hợp với việc đi thẳng như thế này. Đó, đi thẳng như thế này. Đó, anh chị chỉ cần hiểu đơn giản như thế thôi. Chứ bây giờ giải thích sâu xa thì chúng ta phải anh chị phải biết đánh rồi anh chị phải đánh thử rồi anh chị làm việc với kỹ thuật viên như thế nào đó rồi anh chị mới hiểu sâu hơn. Đó là em giới thiệu cơ bản về cây bitter như thế này. Thứ nhất là chiều dài, thứ hai là cái đầu gậy. Thì cái đầu gậy đó nó có nhiều cái kiểu thiết kế lắm. Rồi cái mặt gậy cũng vậy, nó sẽ có những cái hoa văn thì tùy theo anh chị thích cái nào thì anh chị sử dụng và anh chị cảm thấy phù hợp với cách đánh của anh chị thì anh chị sử dụng. Rồi cuối cùng em nó sẽ nói đến cái rip trước khi kết thúc video clip này. Cái rip thì anh chị sẽ thấy có những cái rip nó nhỏ như thế này, nhưng có những cái rip nó sẽ rất là bự, nó bự như thế này, và có những cái rip là nó không phải là hình tròn mà nó là hình vuông. Thì đơn giản thôi, nó sẽ phù hợp với lại cái cảm giác đánh của từng người. Có người thích cái rip nhỏ này để cầm vô cái những cái ngón tay, nhưng mà có người á là làm cái rip nó bự lên, nó bự như thế này, rất là bự luôn. Thì khi mà nó bự á thì nó sẽ ôm hẳn vô cái lòng bàn tay luôn đó, thì lúc mà cầm thì người ta thích cầm kiểu đó hơn để người ta hạn chế cái lực đánh của cái cổ tay, thì nó sẽ làm cho cái đường bóng của chúng ta nó sẽ đi thẳng hơn. Đó đó là cái rip, vấn đề quan trọng là cái rip. Như vậy là em đã giới thiệu cơ bản xong cho anh chị biết về cây gậy bitter và cái ý nghĩa quan trọng của nó như thế nào. Mong rằng anh chị yêu thích video clip này. Đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh và bấm chia sẻ để bạn bè anh chị cùng xem video này. Ngoài ra có khó khăn gì cần giải đáp thắc mắc, anh chị liên hệ với em qua số điện thoại 090 8484 666. Em sẽ tư vấn miễn phí qua Zalo cho anh chị về khóa học góp. Ngoài ra anh chị có thể tham gia vào website khoahocgop.com.vn để cập nhật thêm các thông tin. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những video clip tiếp theo. Trân trọng cảm ơn và kính chào.